Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, các hình thái gây mưa ở miền Bắc yếu đi nên mưa giảm nhanh. Trong khi đó, miền Nam lại có xu hướng tăng mưa. Còn miền Trung vẫn tiếp tục nắng nóng, tuy nhiên diện nóng cũng thu hẹp dần. Lúc này, ở miền Bắc mưa đã giảm hẳn. Hơi ẩm từ những cơn mưa đêm qua mang tới cho miền Bắc cảm giác mát mẻ của tiết trời mùa thu với nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Đến khoảng trưa chiều chỉ có nắng gián đoạn nên nhiệt độ sẽ tăng nhẹ lên và dao động từ 30 cho tới 33 độ. Những cơn mưa đêm cũng giúp cho diện nóng ở miền Trung thu hẹp lại và cường độ nóng cũng giảm bớt. Hôm nay, vùng nắng nóng tập trung từ Hà Tĩnh trở vào đến Phú Yên với nhiệt độ là từ 35 đến 37 độ. Cục bộ có nơi cao hơn 37 độ như là thành phố Huế, Hoài Nhơn của Bình Định, Tuy Hòa, Phú Yên. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam như là Khánh Hòa, Ninh Thuận hay Bình Thuận, trời nhiều mây, có lúc có mưa nên không xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho tới 34 độ. Với Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh hơn nên từ hôm nay, mưa rông ở cả hai khu vực sẽ tăng lên diện nhiều nơi và thời gian mưa cũng đến sớm hơn. Dự báo từ sau 13 giờ, mưa rông đã xuất hiện vài nơi và đến khoảng 16 đến 17 giờ chiều thì mưa bao phủ diện rộng. Cục bộ có ở khu vực Kon Tum, Gia Lai, khu vực miền Tây, Nam Bộ, điểm mưa vừa mưa to đi kèm với dông lốc và gió giật mạnh. Do mưa đến sớm hơn nên nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên và Nam Bộ đều giảm nhẹ. Cao nhất trưa chiều nay ở Tây Nguyên là từ 28 đến 31 độ, khu vực Nam Bộ là 31 đến 33 độ và hầu như sẽ không còn nơi nào có nhiệt độ cao trên 34 độ nữa. Trên biển tại khu vực huyện đảo Hoàng Sa, mưa chỉ xảy ra vài nơi, tầm nhìn xa vẫn thoáng trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Còn tại khu vực huyện đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, nên các tàu thuyền cần chú ý đề phòng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.